anh Đỗ Hữu Thành, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Sư Tử Vàng. Nếu mỗi ngày người lao động Việt Nam được an toàn hơn, các em học sinh được tự tin đến trường trong bộ đồng phục đẹp, thì công việc của mình mới thực sự ý nghĩa. Đó chính là chia sẻ của CEO Hữu Thành khi bước chân vào ngành may đồng phục chất lượng cao đầu những năm 2000. Với anh, đồng phục là diện mạo của một doanh nghiệp, nó thể hiện văn hóa, ý nghĩa truyền thống, đồng thời giúp người lao động đảm bảo sự an toàn, tiện lợi. Vì vậy, doanh nghiệp anh liên tục nâng cao chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm. Cùng với đó là cam kết hoàn tiền 100% nếu sản phẩm sai lệch so với mẫu. Hiện nay, thương hiệu của doanh nghiệp anh đã được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm. Sau gần 10 năm chiếm được thị phần lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty anh đang tiếp tục mở thêm đại lý tại Đà Nẵng, Hà Nội và lấn sang thị trường các nước Đông Nam Á trước năm 2020. May Sư Tử Vàng, Desire for You.